Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách KYC cái dự án LKC. Hôm trước mình đã có một cái video hướng dẫn mọi người cái cách nhà claim 5 triệu cái đồng token LKC này ở trên ví trước hoặc ví MetaMask rồi nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để KYC. Sau này thì sau khi KYC xong và khi mà dự án nó cho mọi người rút về ví và có thể swap được thì mọi người sẽ rút tiền về nhé, hoặc là có thể là gửi lên các sàn để bán. Rồi ok mọi người, thì những ai chưa đăng ký cái dự án này thì đường link đăng ký dự án để mình có để dưới phần mô tả thì mọi người có thể làm và sau đó KYC cái dự án này nhé. Rồi còn những ai đã làm rồi thì mọi người sẽ mở ví trước lên đây thì mình sẽ thoát ra ngoài cho mọi người. Ở đây là ví trước của mình nhé. Những ai làm trên ví MetaMask thì cũng tương tự như vậy thôi. Mọi người sẽ bấm vào mục DApp cho mình này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ mà mình để dưới phần mô tả vào đây. Rồi ok. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm Enter dưới bàn phím này. Rồi và ở đây thì mọi người nhớ chuyển đổi sang mạng Binance Smart Chain cho mình. Chọn Smart Chain nhé. Ok. Thì với những ai mà chưa đăng ký cái tài khoản này thì mọi người bấm vào Earn Free 5 triệu LKC này. Và mình cũng đã có để cái video hướng dẫn cái cách claim cái đồng token này dưới phần mô tả nhé. Thế còn những ai đã đăng ký rồi thì mọi người cũng bấm vào cái mục này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào Sign In nhé. Đây là những người đã có tài khoản rồi. Rồi ở đây thì mọi người sẽ đăng nhập vào tài khoản cho mình. Rồi mọi người kích chọn Sign In cho mình nhé. Rồi sau khi ở đây thì mọi người nhìn này, pending verification tức là chưa được KYC. Và cái nhiệm vụ KYC ở đây nó rất là đơn giản thôi, mọi người bấm vào mục account này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo lên và mọi người bấm chọn vào start này. Ok, tiếp tục kéo lên. Ở đây thì mọi người sẽ chọn cái hình thức để KYC nhé. Mọi người bấm vào đây thì ở đây nó có ID này, bằng lái xe và hộ chiếu. Thì mọi người chọn cái mục nào thì tùy nhé. Mình sẽ chọn là căn cước công dân. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ gửi cho nó cái bức ảnh mặt trước của căn cước công dân này. Thì mọi người chụp và lấy file ở trong bức ảnh căn cước công dân nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ mở tệp ra và sẽ chọn trong thư viện. Rồi đến bước thứ hai thì nó yêu cầu mọi người gửi một cái bức ảnh selfie trên tay cầm cái căn cước công dân. Mọi người nhớ là chụp rõ nét nhé và không bị mất, không bị nhòe nhé. Ok thì mọi người vẫn tải như vậy cho mình. Rồi ở dưới này thì mọi người sẽ gửi bức ảnh selfie nhé. Và sau đó mọi người kéo lên và bấm vào submit này cho mình. Ok như vậy là mọi người đã KYC thành công. Thì mọi người sẽ đợi đến cái ngày mà nó sẽ mở khóa cái đồng token này để mọi người swap nhé. Thì những ai chưa làm thì tranh thủ làm những cái kèo như này. Ok mọi người, như vậy là mình đã update xong cái dự án LKC. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.